hào thắng cái giải 7 triệu quá rồi nè. Hello Lisa. Hello Đề Coco. Hello mọi người. Đề Coco có cái vòng mới rồi. Em chờ like mòn mỏi luôn, sắp rồi em ơi, sáng mai thôi, sáng mai, sáng mai thôi, sắp tới rồi. 11 giờ rưỡi nha mọi người ơi. Like từ 11 giờ rưỡi nha. Sắp tới rồi, like từ 11 giờ rưỡi nha bé. Like từ 11 giờ rưỡi. Đăng ký livestream liền đi cả nhà. Để ngày mai bật thông báo và đặc biệt là sẽ bao trò được sẵn vô nick của mình luôn. Hello Hiền. Đúng không chồng? Cái đăng, áo ưng quá chủ. Đăng ký livestream để vô trò được à sẵn. Ừ, để voucher lại sẵn luôn. Chứ tới lúc đó là sợ xài voucher cũng nhanh ấy. Huyền Trang mới vô comment 16 ra thấy rồi nha. Trời ơi. Ủa mai có like áo không chị? Có. Áo nhiều brand lắm. Áo khoác chị mặc có màu khác không chị? Màu hồng là đẹp nhất rồi bé. Màu hồng là mai bé phải vô chốt liền rồi. Mấy giờ like mỹ phẩm bộ vậy ạ? Ủi 7 giờ 7 giờ tối nha. Ủi em ơi. Có một cái voucher siêu khủng cho nhà U luôn. Vô chốt cái voucher 500k đó để má để chốt được cái gì. Trời ơi sao chữ thề, trời đại hiếu hào hứng quá đó. Mỏng gì? Mỏng không chị? Không, không mỏng đâu bé, vừa đủ, không vừa để đủ. Không lạnh cũng không nóng nha mọi người. Vừa đủ, vừa đủ. Ủa sao tự nhiên view ít vậy? Người ta đi gen phép rồi vợ. Chán trời. Ngày mai ở nhà con like mua đồ đi, giờ đừng đi gen Z gì nữa trời. Gen phép. Gen phép hả? Ai cần xem lại lịch gửi. À, lịch like gửi cho xem nè. Đấy, trời ơi, cảm ơn bé yêu nha. Mặc ở thành phố nóng không vậy không bé? Mặc ở thành phố không nóng nha, nó vừa này mọi người. Không có bị nóng nha, vẫn ok nha. Còn bạn nào ở ngoài mình ở ngoài trời lạnh á, những cái vùng ở ngoài lạnh thì mình mặc thêm cái áo tay dài trong giúp chị nha. Để cô mấy giờ ạ? À? Để cô đầu like luôn 11 giờ 30 có voucher 20k cho đơn 149. Nên là ai bây giờ chị nói nè. Đáng lẽ là chị làm một cái clip. Nếu bạn cầm 500 ngàn bạn sẽ mua được những cái gì trong ngày hôm nay? Ừ, hợp lý nha. 500 ngàn mua được nếu những cái gì? Nếu bạn có 500 nghìn thì bạn sẽ mua được những gì? Trong mua được rất là nhiều brand luôn. Mua được áo thun, mua được đồ Elrever, mua được Đề Coco, mua được dầu gội, mua được bông tẩy trang, mua được sữa rửa mặt, mua được giày second sinh đê 2 đôi. Ừ, 500 luôn. Ngàn mua được second hand 2 đôi. Lovely con nờ nữa. Lovely con nờ, trời ơi, Lovely con nờ mua được phải 4 đôi, 8 đôi, trời ơi. 500 ngàn ta nói là phải mua. Ê, chắc hồi đó vợ quay cái đó quá. Quay đó sáng mai vợ up cho mọi người. Chồng thấy ok nha, tự nhiên 500 ngàn mua đồ cho nguyên tuần hả chị? Chồng biết tại sao không? Tại vì vợ vô cái sàn xanh đó, vợ thấy nó làm content vậy. Thật thà thật thà lắm. À, anh chị nhớ em nhá. Ok, bé Trang nè. Trang nào? Bé Trang hôm qua có comment mai vô mua nha Trang ơi. Có may be like không chị ơi? Có luôn, có đầy đủ hết bé yêu ơi, không thể thiếu được Maybelline rồi. Maybelline hay Maybelline ta? Maybelline chứ, tự nhiên đầu óc bây giờ kiểu mà giọng điêu nó kiểu như nó xoay luôn á mọi người. Có nha, có voucher cho đơn 200 mấy là nó xuống mấy cái đầu nhỏ xíu luôn á, xuống đầu 1 luôn á mọi người. Trước giờ Maybelline chưa xuống đầu 1 luôn. Chị nè. Nó có độc quyền với chị. Ừ, có chị độc quyền tại vì chị bán mà, chị bán toàn 200 mấy đó mà mọi người. Quay sơ đồ ra vợ em biết ngày mai đi chị. Thì điểm em ơi, 3 xào. 3 xào lận mai bé vô đi, kiểu gì bé cũng hốt được một cái, chị thề luôn. Tại vì cái giá này là giá phải hốt á. Giá phải săn luôn. Áo chị mặc đầu mấy à? Chồng. Tiết lộ em nhỏ đi giờ sát tới ngày quá rồi. Chắc đầu 3 em ơi. Chắc đầu 3 dương đầu là để 3 làm. Là sau khi ạt vô trời nha. Là thấp lắm rồi đó. Thôi, bây giờ siêu thấp rồi đó. Chỉ anh một không cái này. Anh thấy nào bán hoodie đầu 3 hết trơn á. Elrever nha mọi người. Bán hoodie 600 mấy nghìn anh cũng để. Đúng 600 rồi. Mấy nghìn nhưng mà ngày mai anh có sale xuống 400 mấy đó, sale xuống xong ạt vô trời vô còn đầu 3 thôi bé ơi. Đây mai hai lớp chỉnh chu để từng một từng kim mỗi chỉ nha mọi người. Ai kết. Mà sợ mà đầu 8. Ai mà sợ ghiền là đừng mua. Mấy cái chứ. Thôi. Em đang đợi AMM để mặc cặp với bộ. Trời bé Mỹ Duyên ơi dễ thương ấy. Trời ơi. Cái này mặc cặp bộ là đỉnh nha bé. Trời giờ có hình dễ thương gửi cho tụi chị nha. Áo tím mai có bán lại không chị? Có. Giá siêu tốt luôn, có thể 100 cái. 100 cái. Có voucher về đầu 1. Nhưng mà voucher đó rất có giới hạn nha mọi người. Tại vì thường voucher nhỏ TikTok không có cho nhiều. Tại vì mọi người sẽ mua rất là nhiều. Thứ nhất là không được cho nhiều. Mà mọi người mua những cái sản phẩm mà voucher nhỏ rất là nhiều. Nên nó rất là dễ mau hết. Elrever mấy giờ chị ơi? Elrever mấy giờ? 8 giờ 9 giờ nha. Hồi vô 8 giờ đi.
có dịp coi đúng không? Chị dịp lắm anh. Có dịp lắm nhưng mà phải vô lúc 8 giờ luôn. Ừ. 7 rưỡi là phải vô rồi. Chứ lỡ mà vô trễ trễ tập trung nhỏ hàng nên phải 7 giờ vô luôn đi. Phải 7 giờ vô luôn đi, có khi là nó bị hết. Tại vì voucher nó rất là mau hết. Biết sao không, mọi người, voucher chị để đầm driver là làm 1 triệu. Đó, chị là ưu đãi lắm cho cái sinh nhật của chồng chị rồi. Nhưng mà còn được voucher thêm 200-300k nên nó về đầu 2, đầu 7 luôn. Đầu hết hồn luôn á trời. Hết hồn. Cái đầu hết hồn luôn á. Giờ nhớ vô săn pyjama nha mọi người. Pyjama còn có đầu 4 mấy nha, 4 nhỏ xíu luôn á. Có like bán mẫu áo em đang mặc không? Dạ có chị Bích ơi. Có nha. Có nha mọi người. Rồi rồi hẹn mọi người ở livestream ngày mai. Trời cái áo này Phượng đẹp lắm chồng. Cái áo này hôm nay Phượng mặc ra ha, mấy bạn nhìn quá trời luôn á, nhìn dễ thương cực kỳ luôn á trời. Đây là Lan mặc size L, một kiểu mặc size L hình dấu quần vậy luôn nè mọi người. Còn mặc size M thì nó sẽ nhỏ hơn. Nhưng mà chỉ khuyên mọi người nên mua 2 size. Chắc như chồng đọc được. Thiệt, áo xinh nên nhất định phải mua nha. Trời con bé này. Nếu mà con bé này ai vậy trời. Nó đẹp quá, mua 2 bé, size. Bé đẹp, mình để tên là bé. Bé tên gì vậy bé? Lần nào bạn vô cũng comment cho mình hết. Lần nào bạn vô cũng comment hết. Chắc ngày mai chị phải tặng quà cho em luôn á. Ngày mai em vô coi like nha, chị tặng quà cho em luôn á. Mọi người vô coi like nha, tặng random quà nhiều lắm. Cứ bấm tên lên là tặng, đọc comment lên. Em nè chị ơi, ok bé Trang nha. Ngày mai bé Trang có đơn hàng đi. Bé Trang có đơn hàng đi. Rồi chị tặng quà mọi người nè. À, đây là cái thùng quà mà tôi tặng mọi người. Nếu mà mọi người có đơn ở trong phiên livestream của Dương nha. Bao nhiêu phần quà? 10 phần quà. Nhiều quà lắm. 10 phần quà. Tại tổng trị giá quà tặng mình lên tới 111 triệu. 110 triệu. Nói như này để cho người ta dễ hình dung nè. Mà nói thế người ta tưởng là tặng một hộp quà là 100 triệu. Nhưng không phải. Dương có 10 hộp quà và một hộp quà trị giá là 11 triệu. Đây là tổng cộng quà trị giá lên là 110 triệu. Đây là trong cái thùng này nó có đồ thiệt nha trời ơi. Mai là hả, ai trúng là mai ai trúng là tôi ship đi liền ngay lập tức nha trời. Đây không không phải đợi có gửi quà gửi đơn nữa trời. Ừ nè ai nè. Mai mà mua đơn hàng của tôi là trong này có quà là mọi người sẽ được bốc trong ra và cảm thấy rất là happy á mọi người hiểu không? Mình không đoán được nó sẽ có quà gì mà trị giá tới 11 triệu, giày túi nè, và nói chung là những brand mà sẽ trong cái buổi live ngày mai. Nè, ê, chồng có đôi giày này mà tặng chồng bên nó chơi sang ghê luôn á chồng. Giày túi tắm rồi tùm lum tà la nhưng mà tôi không có nó quá hợp với lại cái áo này luôn á trời. Bé ơi, bé nào đẹp mai bé mua đi, chị tặng áo đi giùm cho bé luôn nè. Trời ơi. Tại vì biết sao không, comment nhiệt tình mà chị hay nhớ tên bạn nào mà comment nhiệt tình là chị hay tặng lắm. Chị hay tặng năm đùm luôn, tặng hoài với bạn nhận hoài chị hoài à. Nhưng mà phải có đơn hàng. Phải có đơn hàng. Và mua là phải nhận thiệt. Tại chụp cho anh Lý Trần, Lý Trần Ngọc Châu, chị mua máy áo thun nhà em rồi, đẹp lắm nha. Cảm ơn chị Châu nha. Em có mua. Em cảm ơn chị Châu nghe thích quá. Đúng mơ thích lắm. Trời ơi, cái này là đặc biệt. Tại vì cái đợt like này á là trước cái buổi ngày sinh nhật của Dương. Mà sinh nhật của Dương á không có năm nào mà gọi là tổ chức thật sự là nó bùng nổ hết. Nên năm nay lên đây tổ chức đi ha. Nên đây lên đây tổ chức mọi người. Tại vì bả quá hạnh phúc, bả có một cái gia đình ba người rồi, muốn lên san sẻ hạnh phúc với mọi người. Nên là cổ muốn tặng quà lại cho mọi người. Chứ bình thường mình chỉ chơi giveaway thôi, chứ mình không có tặng quà cái kiểu này. Duy nhất tại vì mọi người biết không, mười mà tổng cái giá trị quà tặng của mình á, 10 hộp tới 100 mấy triệu. Mà mình có thể tặng rất là nhiều bạn. Nhưng không, mình chỉ gộp lại 10 bạn thôi. Đúng không em? Chẳng mấy triệu thì mình tặng rất nhiều bạn. Tặng 10 bạn là thấy nhiều lắm rồi đó bà nội. Nhưng mà ý là 100 mấy triệu một bạn. Mình tặng 1 triệu là đã được 100 bạn. Nhưng bây giờ mình không chơi kiểu vậy. Mình gom lại mọi người hiểu không? Đúng rồi. Cái hộp về là khỏi mua đồ từ giờ đến Tết luôn. Khỏi mua luôn. Giày, dép, ba lô, áo quần, áo thun, váy, giày cao gót. Nữ trang luôn. Nữ trang luôn. Giày dầu gội. Tùm lum quá à. Còn mua được. Nếu mà trúng cái hộp này là khỏi mua cái gì từ giờ đến Tết hết. Mấy lần trước mấy bạn coi like toàn được nhận quà bất ngờ mà. Ai mà coi like thường xuyên bên kênh của mình cũng đều biết như vậy. Tại vì mình muốn luôn tạo sự bất ngờ cho những người follower của mình. Biết lý do tại vì sao không? Tại vì mọi người thấy ông Dương rất là hay làm bất ngờ cho Lucy. Mà Lucy cũng rất là thích làm bất ngờ lại. Tại vì nó làm cho cái tình cảm nó gắn kết hơn á. Nên là mình cũng muốn lấy cái cảm xúc đó để dành cho những người follower của mình. Đúng không? Tại vì mỗi một creator sẽ có một cái gì đó muốn trao gửi lại cho follower. Thì tụi mình lại làm như vậy.
tụi mình muốn như vậy tại vì tụi mình cảm thấy là tụi mình chơi với follower của mình thôi chứ không có một cái khoảng cách nào hết.